Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân Mã Đặc Biệt. Hôm nay trong ngày lễ tưởng niệm tháng Tư Đen tại trước đền Đức Thánh Trần ở trên đại lộ Bông Sa, thì chúng tôi có gặp ông Chua Cầu, đây là cựu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin anh vui lòng cho quý khán giả được biết cái ý kiến của anh về vấn đề mà tại sao năm nay đã 45 năm, 49 năm rồi mà là chúng ta vẫn phải tưởng niệm ngày tháng Tư Đen. Theo nhiều người ở bên Việt Nam thì họ nói là mấy ông bên này là thù dai, như vậy có đúng hay không? Tôi là Xua Cầu, xin cảm ơn Đài Văn hóa Nhân Mạng Đặc Biệt đã cho tôi cơ hội này mà nói về cái tâm tư của tôi. Cái câu hỏi của cô đó thì đó là một cái câu hỏi mà những người ở Việt Nam có lẽ không hiểu cái tâm trạng của những người ở bên này, những người đã một lần đã không chấp nhận cái chế độ cộng sản mà bỏ đi chứ không ở lại. Tôi là một trong những người đã bỏ đi khi nghe lệnh đầu hàng. Tôi chỉ hỏi mọi người, chúng ta là người Việt Nam, văn hóa Á Đông, chúng ta khi mà trong nhà người thân mất đi, mỗi năm chúng ta làm một ngày giỗ. Đây đối với đất nước, ngày 30 tháng 4, tháng Tư Đen, nó đúng là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó là ngày giỗ của đất nước. Đất nước đã bị mất đi, cũng như một người thân trong gia đình đã mất đi. Nếu chúng ta là những người con dân hiếu thảo, chúng ta phải tưởng nhớ, chúng ta phải làm cái buổi giỗ đó. Để làm gì? Để nhớ lại cái người thân đó, những người thân đã sống với chúng ta bao nhiêu năm. Và cũng như hôm nay, chúng ta tự nhớ đến đất nước đã cưu mang chúng ta, dân tộc chúng ta mấy ngàn năm, và ít nhất là hơn 20 năm dưới chế độ Cộng Hòa, thì sau đó mất đi. Mất đi mình không nói cái lý do, mà mình chỉ nói là cái hành động mất đi đó, đó là cái đau thương cho những người ở miền Nam. Nhất là sau ngày Việt Cộng chiếm miền Nam, cái sự là sai lầm đó, cái chứng minh đó, nó càng rõ ràng hơn cho đến ngày hôm nay. 49 năm rồi, gần 49 năm, tại sao chúng tôi và đồng hương ở đây vẫn tiếp tục là tranh đấu cho một nước Việt Nam khá hơn? Nếu mà 49 năm mà Cộng sản, những người lãnh đạo ở Việt Nam bây giờ họ toàn quyền, không còn chiến tranh nữa, dân trí cũng đâu có thấp, tại sao họ không kiến tạo cho đất nước giàu mạnh hơn, no ấm hơn, tự do hơn? Và mới đây chúng ta nhìn thử coi, cái từng lớp lãnh đạo đã có những cái vấn đề tham nhũng, chắc là chị cũng để ý, và những cái hành động đó nó đâu có làm cho quốc gia đất nước khá hơn đâu. Và hôm nay trên đại lộ này chúng ta thấy cờ vàng khắp mọi nơi, nó là cái ý nguyện của những người dân, những người Việt Nam cộng sản vẫn còn mong ước ngày nào đó ở Việt Nam sẽ giống như cái hình ảnh chúng ta đằng sau lưng chúng ta đây, đền thờ Thánh Trần. Chúng tôi tụ họp hôm nay là với mục đích đó, và tối nay sẽ có một cái buổi tưởng niệm ở ngoài tượng đài và sẽ đông hơn, tại vì cái chỗ này là một cái địa điểm nó không có khang trang rộng rãi cho mọi người tham dự. Và chúng tôi, những anh em cựu quân nhân hôm nay vẫn còn đến đây để mà tưởng niệm. Vâng, người ta nói là kỷ niệm, chúng tôi không kỷ niệm, chúng tôi tưởng niệm, tưởng nhớ đến những người đã khuất, và cô cũng như là mình quản chúng ta sinh hoạt còn nhiều đến cái tổng niệm của chúng tôi. Dạ, thưa anh, về cái vấn đề mà nhiều người về Việt Nam rồi là khen Việt Nam bây giờ tốt lắm, sướng lắm, phải về Việt Nam cho biết, theo ý anh thì sao? Vâng, nếu mà hỏi như vậy thì đúng cái ý muốn trình bày của tôi. Tôi 49 năm, tôi rời Việt Nam ngày 30 tháng 4, 2 giờ chiều trên chiếc tàu hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, chiếc tàu 402, cứu giúp trên 3.000 người để ra Biển Đông. Không phải đi Mỹ đâu, chúng tôi lúc đó không ai biết, mà chỉ là gì? Chỉ là rời khỏi Sài Gòn mà Cộng sản đang đi vào. Chúng tôi đi để tránh Cộng sản, để mà tập hợp lại, để mà còn có thể kháng chiến, để mà chúng ta làm được giống như là Đài Loan lúc đó.
Vâng, chúng tôi những người tị nạn cộng sản, cá nhân tôi, gia đình tôi chưa về Việt Nam 49 năm nay. Rất nhiều bạn bè, những người mà vì thương gia đình, thương bà con, anh em, thân nhân hay là nhớ đất nước quá đã về thăm và về đây và có hỏi tôi, có thắc mắc với tôi tại sao mày chưa về. Thì tôi có nói rằng tôi không về, không phải là tôi không khả năng về. Tôi không về bây giờ là tại vì tôi không muốn cúi đầu trước cái lá cờ đó. Cái cờ đó chắc là quý vị muốn biết là cờ gì rồi. Tôi không muốn tắm cái dấu đó vô cái mặt của tôi. Và một lần nữa tôi phải nói rằng nếu mà chúng ta, tôi nhấn mạnh tất cả những người đã tị nạn cộng sản ở đây, trong đó có cô nữa, nếu chúng ta không bằng lòng với cộng sản vì một lý do nào đó, nhất định phải là lý do là họ bên cho không cho ta tự do, không có cơm ăn áo mặc no đủ, chúng ta đi vì bị đàn áp, chúng ta đi vì không, vì bất mãn với chế độ đó, thì bây giờ những người đó về, tôi chỉ hỏi có một câu thôi, quý vị về, tôi hỏi lại đất nước có thay đổi không? Nó cũng như hồi xưa. Nếu như vậy, tại sao quý vị về? Quý vị đi vì lý do không tự do. Khi bà vô trại tị nạn, quý vị tuyên bố là không tự do, cho nên quý vị mới đi. Người ta mới chấp nhận cho quý vị tị nạn cộng sản. Bây giờ cộng sản vẫn còn đó và tự do vẫn chưa có. Tại sao quý vị về? Quý vị không thành thật với tôi. Tôi xin không nói chuyện đó. Vâng. Và tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là một cái lối nói chuyện mà tôi nghĩ rất là nhân bản, rất là không có gì chính trị ở đây cả. Nếu mà tự do rồi chắc là tôi là một trong những người về trên chuyến bay đầu tiên, nhưng mà chưa có cho nên tôi chưa về. Thưa anh, tại vì những người mà họ đi về đó thì họ nói rằng đó, hồi cái tốt mà cộng sản lúc mà vô chiếm miền Nam 30 tháng 4 năm 75 đó là nó chết hết rồi, bây giờ là cái tốt mới nó tốt hơn, theo anh thì nghĩ phải không? Tôi không nghĩ như thế. Cái thế hệ mới trẻ đó, chúng tôi vẫn kỳ vọng là có một số được qua đây du học và như vậy thì có thể sẽ thấy cái dân chủ, cái tự do ở đây và về sẽ thay đổi phần nào đất nước. Nhưng không may mắn, tôi nói là không may mắn nhé, là có một số người đi về đó nó lại là con ông cháu cha, chứ không phải là những người có lòng. Những người có lòng khi qua đây thấy như vậy họ không dám về nữa và họ ở lại. Như vậy có nghĩa là đất nước chúng ta đang mất chất xám, đang mất tất cả những người chuyên viên đó. Bao nhiêu chuyên viên của cộng đồng tị nạn cộng sản ở đây, mấy trăm ngàn người, đủ mọi ngành nghề, đủ mọi lĩnh vực, thế mà tại sao họ không về? Tại vì có một số người về rồi đó, họ chạy qua đây họ nói chứ không được đâu tụi bay ơi, không vô được, không vào làm được. Có những người bạn bác sĩ về đó, khi đi ra họ nói mày đừng có tưởng tao đi ra rồi tao mang những cái dụng cụ cũng ấm ức thôi, dụng cụ của tao mang về để mà chữa bệnh, bây giờ họ tịch thu hết, họ nói để lại cho họ thì ngay cả cho họ tức đoạt nữa thì làm sao mang về được. Đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái, nó kêu là bất hạnh cho dân tộc Việt Nam đã có những người lãnh đạo không biết dùng những chất xám đã có ở hải ngoại, cũng như họ gửi qua đây những người đó không chịu về. Bao nhiêu người đã ở lại mà không về, hỏi thử thì sẽ biết. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đó cũng là cái bất hạnh của dân tộc Việt Nam lúc này. Hy vọng rằng họ sẽ không tồn tại, thì ngày nào đó thì tôi hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp hơn. Vâng, kính thưa quý vị, về cái nhận xét này, tuy là anh chưa cầu 49 năm chưa về Việt Nam lần nào, nhưng mà anh nhận xét về cái tình hình Việt Nam rất là đúng. Bởi vì những người mà nếu không phải con ông cháu cha đi du học xong rồi quay về làm lãnh đạo ở Việt Nam thì những người đó lại không được sử dụng đúng tài năng, không, họ không thể cống hiến được, cho nên là họ bắt buộc họ phải tiếp tục bỏ đi. Còn những cái kẻ mà được lên nắm quyền lãnh đạo thì nó chỉ lo bảo vệ cái quyền lợi của gia tộc nó mà thôi. Nói được, không cần nói đâu cho xa xôi. Thí dụ quý vị cứ nhìn ngay Tạ Phong Tần là cái một người đã lớn lên trong chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa sau ngày 30 tháng 4 năm 75 do nhà trường cộng sản đào tạo nhồi sọ từ nhỏ tới lớn luôn. Nhưng mà rốt cuộc bọn họ không có hòa giải được với Tạ Phong Tần, thì từng mong hòa giải được với những người như anh Chu Hà Cầu.
Vâng, cảm ơn cô. Có còn câu hỏi nào không? Dạ, có lẽ bữa nay là bây giờ trưa rồi, cũng nên để cho anh về nghỉ để tối còn tiếp tục. Thì... Vâng, tôi nghĩ vậy, tại vì tối nay dạ. Tôi vẫn còn có một cái bài nói chuyện ở ngoài tượng đài. Dạ. Thì có thể bài đó tôi chuẩn bị những khí hơn. Dạ. Sẽ gặp anh chị sau nhé. Dạ, dạ. Okay, cảm ơn anh Chu A Cầu rất nhiều. Cảm ơn anh Thuận.